đang xem đây là dòng lọc cao cấp của dòng lọc nhà Victor CR7 anh em nhé. Khi chạy con này thì không cần bấm nút nào. Đây. Mỗi bấm hai nút trên cùng anh em nhé. Nếu mà chạy đường ngoài cùng, đây là gọi đường like hoặc đường xua. Còn đây là nút khi hiện chữ NOM là có lọc, còn bấm vào là không có lọc anh em nhé. Đây là vế phải nha. Đấy. Vế trái này. Anh em không bấm nhá, nút này không bấm đây. Còn cái hệ này thì anh em không cần dùng đâu, hệ này thì không cần dùng đến. Nó không phải là trong cái thành phần lọc. Nó thêm một cái tính năng mà mình không dùng đến trong nghe nhạc. Đây đường vào, đây đường ra. À. Khi cắm đường như này thì anh em chỉ bấm hai cái nút đầu tiên ở trên. Điện 100V, lọc Sia Victor 20W điện 100V, R7 sản xuất tại Nhật Bản. Nhả ra mới là có lọc anh em nha.